Anh ơi, anh có chạy xe không anh? Ôi, thằng Tôm, sao mày lại ở đây hả? Bố, tao đi khám bệnh xong tiện thể tao đi tìm mày luôn. Ở làng, ở quê người ta đồn là gì? Là mày có xe sang, có biệt thự, xong rồi mày lại làm giám đốc. Đốc ở đâu ra hả? Đốc ở đâu mà mày không gửi cho tao 1.000 nào là sao hả, thằng bất hiếu? Thôi, việc gì mày nói bé? Lấy đâu ra nhà, lấy đâu ra xe? Xe nhà của người ta còn đến cứ chụp trộm, quần áo còn đi thuê này. Thế là như thế nào? Thì đầu năm nay con chút tham gia vào cái hội doanh nhân nghìn tỷ mà mãi chả đi ra được nghìn nào. Bây giờ phông mặt một tí để xem có kêu gọi những ai vào nữa không thì gỡ ít vốn mà. À, thế là hóa ra là mày đi lừa đảo hả? Không phải lừa đảo. Thôi, thế này đi, bây giờ tao đói rồi, mày cho tao sang bên kia ăn tạm cái gì đi. Làm gì có tiền mà ăn, bố có tiền bố đãi con. À, xin lỗi, tôi nhận nhầm con. Xin lỗi, tôi nhận nhầm con. À, con tôi bên kia. À, con đây. À, chào chú. Chè ngon nhỉ, ngày bán bao cốc ấy. Mà bao giờ chú về ấy? Ờ, ngày tôi bán cũng bình thường thôi. Tiếng nữa tôi về. Ê, chú làm cốc nhá. Ê, thôi, tôi không uống đâu, tôi xin phép, tôi đi trước nhá. Tôm, lại bố bảo. Dạ. Bố để ý thằng này lâu lắm rồi. Ngày nào nó cũng qua đây hỏi xem là chè như thế nào, bán được bao nhiêu. Nhưng mà quan trọng ấy là nó hỏi là mấy giờ bố về. Bây giờ như thế này nhá, con đi theo dõi nó đi, để xem là nó có tranh giành địa bàn của mình hay không. Vâng ạ. A few moments later. Ui bố ơi, Sao rồi? Dạ con theo sát lắm rồi ạ. Theo về tận nhà mình, theo về tận giường mình luôn ạ. Nó bảo nhà mình lên giường làm gì? Thì thằng ấy nó không có ý định tranh giành địa bàn bán trà đá với bố, nhưng mà nó có ý định tranh giường ngủ của bố đấy ạ. Tranh giường ngủ của bố đấy ạ. Alo ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô giáo ạ. Thằng Tôm, hôm nay đi học như thế nào mà được 2 điểm văn là sao hả? Mày thích chết không? Mẹ thôi, ông cứ từ từ dạy con, nó bình tĩnh. Bà ngồi im đi, tôi dạy con. Thằng Tôm, đọc cái bài văn lên xem như thế nào. Dạ vâng ạ. Thưa bố mẹ là đề bài em hãy tả cô giáo của em. Cô giáo của em là một người cực kỳ xinh gái ạ. Đúng mà. Cô có môi đỏ, mắt to, lông mày rậm, tóc đen. Cái này đúng rồi. Đọc tiếp. Vâng ạ. Bố em hay bảo là bòng bưởi của cô giáo rất ngon. Bòng bưởi của cô giáo rất ngon. Ước gì nó là của mình, không giống con sư tử cái ở nhà. Này này, ai dạy mày hả? Thì bố nói như thế mà. Chắc điệu. À, ông đứng lại. Này, bố không đánh con nữa à? Yến này, Yến làm người yêu Tôm nhá. Yêu Tôm thì Yến được cái gì? Được gì á? Yến nhìn cả cái bãi xe này xem, một tay Tôm làm ra cả đấy. Mỗi con xương xương vài chục tỷ bộ. Thế Yến là sao? Dạ vâng nhỉ. Yêu thích nhỉ. Dạ. Xe của chú rửa xong chưa nhỉ? Dạ, xe của chú rửa xong rồi nhá. À, thế bao tiền chú gửi? 2 lít ạ. 2 lít à? Vâng. Này, chú gửi nhá. Cảm ơn chú ạ. Thế này như thế nào? Đi rửa xe như thế nào? Lừa thôi à? Lừa đâu, một tay anh rửa thật mà. Chết đây. Ôi, này. Yến ơi. Thưa giám đốc, chìa khóa của giám đốc này. Có thế chứ, con gái bây giờ ấy, tầm nhìn ngắn. Ăn cái gì? Thưa bố Nguyễn giám đốc, bố đi rửa xe cho tôi nhờ. Bố đi rửa xe cho tôi nhờ. Dạ vâng ạ. Suốt ngày xem TikTok. Anh tặng sinh nhật em. Vậy là năm nay em đủ 18 tuổi rồi đấy. Buồn thế. Sao thế? Thì em đủ 18 tuổi, em tốt nghiệp cấp 3, em phải sang Hàn du học rồi. Em đi lâu không? 3 năm cơ. 3 năm á? Thôi được rồi, em cứ yên tâm đi học, anh sẽ ở nhà chờ em. Yến tin anh nhá. Em tin anh mà, em tính đủ cả rồi. Là như nào nhỉ? Thì em bảo với công an anh sảm sợ em. Thôi, anh chịu khó ngồi tù mấy năm. Đấy để nhá. Em điên à? Chào anh, tôi là công an. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo, mời anh về đồn làm việc. Ôi, là em bị oan, là em về nha. Bố, ui bố đây rồi. Bố ơi, thầy giáo con lại muốn gặp bố ạ. Sao, có chuyện gì? Mày lại đánh nhau đúng không? Con không đánh nhau ạ, con chỉ giơ tay phát biểu trong lớp thôi ạ. Thế mày phát biểu như nào? Dạ, thì hôm nay là cô Đoàn dự giờ đến lớp ạ. Thầy giáo cho lên một cái dãy chữ, bắt con phải ghép thành một cái câu có nghĩa. Dạ, cái chữ nó là không, mày, thầy, đố, nên làm ạ. Con này hay, con này dễ đấy. Thế xong con trả lời thế nào? Dạ, thưa bố là con xung phong, rất tự tin. Trả lời to rõ ràng là làm thầy mày không nên đố. Rồi, thật luôn mày, tốt cơm tốn gạo.
Tại sao cậu lại xin vào đây nhỉ? Dạ báo cáo anh là tại vì các công ty khác là không công ty nào dám nhận em nữa. Tại sao? Em thì hay là lú lẫn nên là hay để nhầm đồ công ty ạ. Cụ thể là như thế nào? Dạ cụ thể nó là tiền thu về thay vì phải đưa vào trong kết sắt của công ty thì em lại đút túi mang về nhà. Em lại đút túi mang về nhà. Cái gì? Ôi ơi, bảo sao không có công ty nào nhận cậu. Bản thân tôi ấy, cái công ty này của tôi cũng không bao giờ nhận cậu hiểu chưa? Anh ơi, anh bình tĩnh ạ. Thì thoảng em còn có cái tính đấy là chia những cái đồ của mình cầm nhầm cho những đồng nghiệp khác. Mà nếu có khác mắt có chứng nhá. Anh có vợ chưa? Tôi có vợ rồi. Em mới cầm nhầm cái này với công ty cũ. Biếu anh. Thằng đấy khá nhỉ? Dạ. Anh xin nhá. Vâng. Thế mai đi làm luôn nhá. Đấy, tao vui vẻ. Chào cậu, tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi, hồ sơ rất là tốt. Nhưng mà tôi có một điều thắc mắc, tôi muốn hỏi cậu là tại sao cậu lại muốn xin vào công ty của tôi? Vì muốn làm phó giám đốc. Rất là tốt, tôi lại rất thích những người trẻ tài năng và táo bạo như cậu. Thế mức lương của cậu mong muốn là bao nhiêu nhỉ? Trường xương 100 triệu. Tôi đồng ý, vì tôi nghĩ cậu là một người trẻ rất là tài năng. Không, nhưng mà ý tôi nó là 100 triệu một ngày cơ sếp ạ. 100 triệu một ngày? Thôi được rồi, tôi thấy cái trường hợp của cậu là một cái tài năng cần được phát triển. Tôi đồng ý. Thế thì từ ngày mai cậu có thể đi làm luôn được không? Đi làm thì còn phải tùy hứng cơ. Thôi được rồi, đồng ý với ý kiến của cậu. Thế thì cậu muốn như thế nào thì muốn. Từ ngày mai tôi sẽ trả lương cho cậu đầy đủ nhá. Dạ, thế là xong rồi không ạ? Xong rồi. Dạ, thế còn cảm ơn bố ạ. Nói cho từ nãy rồi. Đi về đi nhá, còn mới chả cái. Ê, ẩm quá rồi. Hello anh trai. Ơi chạy xe khu vực này phải không? Đúng rồi em ơi. Thế từ đây ra bến xe Mỹ Đình hết bao nhiêu tiền ạ? Anh lời chú 50.000. 50.000? Từ đây ra bến xe bao xa được mới 50.000? Đùa, ông em là chắc cốp thật đấy. Đi đường là nó hơi bị lòng vòng đấy. Bây giờ nhá, anh phải tả cho em cái cung đường ấy nó đi như thế nào mới tin cơ. Đây nhá, anh chỉ cho chú. Đi thẳng 3 cây số nữa đến vòng xuyến, rẽ tay phải, đi thẳng 1 km nữa rẽ trái là đến. Chắc chắn không? Chắc chắn. Chắc chắn không? Chú phải tin anh. Anh thề đi. Anh thề. Chị ơi, bây giờ như này nhá, từ đây ra đến bến xe Mỹ Đình là 50.000. Thế bây giờ mình đi ạ. Cái thằng mất dạy kia, mày chết với tao chưa? Yến này, Yến đợi Tùng lâu chưa? Tùng có quà tặng Yến này. Mãi bên nhau bạn nhá. Thôi ạ. Hai cô cậu không lo hành ra đây ngồi tán tỉnh yêu đương này ha. Bây giờ tôi hỏi này, hôm trước hai cô cậu chép bài của nhau đúng không? Không ạ. Không à? Không mà kết quả lại giống nhau như thế là sao? Bây giờ tôi hỏi lại này, bố của cậu có 700.000, mẹ của cậu có ít hơn 400.000. Hỏi mẹ của cậu có bao nhiêu tiền? 1 triệu ạ. Sao lại 1 triệu? Trả lời lại, mẹ của cậu ít hơn cơ mà. Vẫn là 1 triệu ạ. Ít hơn là phải dùng phép tính trừ, biết chưa? Đây là nhà thầy, nhà em khác. Bố em có được cầm tiền bao giờ đâu. Không thể chấp nhận được. Cuối tuần này mời phụ huynh lên cho tôi gặp. Tại sao lại có những cái hoàn cảnh gia đình mà lại giống gia đình như tôi thế? Nhưng mà mời phụ huynh đấy nhỉ. Thôi Yến ơi, ví dụ sau này mình lấy nhau về mà Tôm có 700.000, Yến ít hơn Tôm 400.000 thì Yến có bao nhiêu tiền? Triệu. Thế giả quà đi nhá, chia tay. Ông này.